Xin chào anh em. Hôm nay Camplus tiếp tục nâng cấp một chiếc màn hình Android kèm 360 Cova Plus. Đấy, trong một chiếc Camry đời khá là sâu, đời 2009. Đấy. Trên đây là cái quy trình căn 360. Hiện tại thì thợ bên em đã đang thiết kế và căn 360 cho một chiếc màn hình Cova Plus. Đấy. Thì quá trình này hôm nay khá đông khách nên là bên em sẽ đang căn vào buổi tối. Đấy. Sau cái video này thì em sẽ vào trong xe và trải nghiệm thực tế này trong quá trình mà khi mà camera lắp xong vào buổi tối thì chất lượng camera sẽ như thế nào, thì anh em sẽ tí nữa sẽ cùng trải nghiệm cùng camera lắp để trải nghiệm xem là cái chất lượng của Cova T1 này thì nếu đi vào ban đêm thì chất lượng camera nó sẽ ra sao và có nhìn được cả bánh trước và bánh sau hay không. Đó. Đây là toàn bộ cái quy trình căn 360 khi mà lại bạt anh em nhé. Đấy. Một chút nữa thì em sẽ vào trong xe để giới thiệu và review cho các bác là sau khi mà cái quá trình căn 360 nó đã thành công. Đấy. Mời bạn vào xe. Anh em nhé, đây là khi mà cái con Cova Plus khi lắp đặt vào ban đêm này. Khi mà anh em sử dụng có thể là cho to màn hình này. Chất lượng ban đêm anh em quan sát nhé. Đấy, chất lượng ban đêm này cực kỳ nét luôn này. À, phía trước này, hai bên nề này. Đấy, hiện tại thì đang quay vào buổi tối anh em nhé, nên là cái chất lượng ánh sáng bên ngoài nó khá là kém, mà chất lượng camera chính khi quay bên ngoài thì cực kỳ tối luôn, nhưng mà chất lượng của 360 thì vẫn rất là nét này. Đấy. Đấy, em có thể di chuyển một chút không? Di chuyển một tí cho anh em xem này. Đấy, xin nhắn. Chậm thôi em, đi nhanh. Chậm nhất có thể cho các bạn quay nhìn thấy. Các bác phải kích trong cam sau này, phía sau này. Bên lề này. Đấy. Buổi tối này, chất lượng camera hành trình này. À, khi mà sinh nhan này. Đấy, khi vào lùi, em vào lùi đi. Đấy, khi vào lùi này, chất lượng camera lùi khi đi buổi tối này. Cực kỳ nét luôn này. Đấy. Các bác mà đi những cung đường mà nhỏ hẹp kèm với 360 thì cực kỳ là yên tâm. Vì nó khả năng quan sát của 360 thì nó rất là tốt. Quan trọng nữa là cái chất lượng khi mà nhạy sáng. Với những dòng cam 360 chất lượng cao thì cái độ nhạy sáng cực kỳ cao, nên là chỉ cần một chút ánh sáng, không cần nhiều nhưng mà có thể hỗ trợ cái việc tăng sáng và nhìn chất lượng rất là thật. Đấy. Ok. Chào bé đi. Ngoài ra cam 360 thì có dòng cam 360 liền màn như Cova Plus ý, thì nó có một cái tính năng rất cực kỳ hay, đó là khi các bác mà di chuyển ấy thì nó đã có ghi hình nhá. Đây, các bác có thể xem lại này, quay video này. Đây là những cái video mà các bác khi quay lại này. Các bác có thể xem này. Đấy. Đây là bốn mắt camera nhá. Sau khi mà trong quá trình di chuyển thì bốn mắt camera đều là sẽ lưu lại. Đấy, các bác muốn quan sát một cái mắt camera nào có thể bật to lên, ví dụ như là bên này mở to lên này. Đấy. Thời gian quay này. Đấy. Phía bên này này. Mở to ra này. Đấy. Đây video này. Quay này, chất lượng quay này. Chỉnh giữa màn hình. Đây, các bác có thể mở to màn hình này. Chuyển đi này. Đây. Đấy. To này. Cực kỳ nét luôn. Đấy. Đấy là trong quá trình mà khi các bác muốn xem lại video nhé. Còn cái chất lượng camera hành trình thì riêng với cái dòng Cova Plus cấu hình RAM 464. Đấy, cho cái chất lượng camera hành trình đi quay vào ban đêm. Hôm nay thì em muốn trực tiếp quay cái video chất lượng camera hành trình này vào ban đêm. Để các bác thấy được là đấy,
khi mà các bác dùng thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện nhỏ như này. Đấy, để các bác có thể thao tác những cái ứng dụng giao diện khác ở phía bên trong này. Đấy. Khi mà các bác muốn mở to ra thì có thể mở to ở đây. Đấy. Còn các bác muốn chế độ sinh nhân đôi thì các bác kích một cái nữa thì nó tắt đi, nó vẫn giữ được cái 360. Đây đây. Khi các bác đi vào những cung đường hẹp này, các bác có thể bật sinh nhân đôi này. Đấy, thì lúc đấy các bác cùng một lúc có thể quan sát được cả hai bên hông phía trước chiếc xe. Đấy, thay vì là các bác sinh nhan thì nhìn một bên thôi. Đấy. Còn khi các bác di chuyển sinh nhan này, các bác sinh nhan bên phải này. Đấy, thì nhìn xét toàn bộ phía bên phải này, cực kỳ rõ nét này. Đấy, các bác có thể sinh nhan sang bên trái này. Bên trái đây. Đấy. Nên là khi các bác đi vào những cái ngõ hẻm rất là nhỏ thì các bác quan sát rất là dễ. Đấy, nhìn phía dưới luôn, tất cả những cái vật cản phía dưới, nếu mà có cái trở ngại gì về phía vật cản này, các bác nhìn phía trên mà các bác không thấy thì hoàn toàn camera 360 có thể xử lý để giúp cho các bác. Đấy, phía sau này. Đấy, kích này. Các bác cũng có thể tự kích bằng tay nhá. Đấy, hoặc là chuyển sang chế độ 2D này. Đấy. Nó thể quét một cái toàn bộ luôn, khi các bác di chuyển nó quét một cái. Đây. Đây. Đấy, các bác cứ nhìn trên cao xuống này, các bác nhìn này. Cái vị trí đỗ xe của bác này sát bao nhiêu này? Phía bên này này. Đấy, phía trước xe này. Các bác xoay này. Đấy. Xoay. Xoay. Đấy. Phía đuôi xem có cái vật cản gì không. Đấy. Còn đây là về cái giao diện phía bên ngoài của con cấu hình Cova Plus. Đấy, cực kỳ trực quan. Sản phẩm này đã có tích kèm sẵn Vietmap S1 chính hãng này, Navitel. Đấy, rồi là Google. Ngoài ra thì có cái cân chỉnh DSP âm thanh cực kỳ sâu. Đây. Thực tế là trên thị trường hiện tại thì em thấy là cái chất lượng và cái chỉnh âm thanh của Cova Plus cho cái chất lượng âm thanh khá là sâu với 32 giải kênh. Đấy, cho cái chất lượng âm thanh xử lý sẽ sâu hơn khá là nhiều so với một số dòng xe và một số dòng màn hình cao cấp hiện tại, nhưng mà cũng chỉ có 16 kênh thôi. Đấy. Nên cái riser của Cova Plus 32 giải kênh nên là sẽ chỉnh sâu hơn. Đấy. Giao diện phía chính này. Đấy. Cảm ơn các bác nhé. Hôm nay mục đích chính của bên em thì chỉ là giới thiệu cho cái chất lượng về cái chất lượng 360 khi mà các bác hoạt động vào ban đêm thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Các bác có cái câu hỏi thắc mắc gì thì các bác có thể comment ở phía dưới, bên em sẽ giải đáp cho các bác nhé. Nếu các bác thấy hay thì có thể like kênh và ủng hộ bên em. Em chào các bác.